Đó. Tiếp tục giao xe cho anh em Tân Bình. 32 triệu. Xe bình thường thôi, đây là mình làm tặng cho anh em cái bình xăng Indo luôn. Bao ngọt ngào. Thấy không, nhiệt tình lại tao tặng á, thấy mà. Đây máy bao êm nha anh em. Quay sát một máy cho anh em nghe nha. Đây, đề bao nhảy. Này là máy nó còn nặng nha anh em. Máy còn nặng nó kéo không nổi nha. Được, máy gì được. Không, cái giá này là không có bình xăng Indo đâu. Nó tặng không có bình xăng Indo á. Lúc ông ở xa này mang vô đây chạy đúng không? Lúc ở xa với đó thì lúc cái bình xăng này lúc xe hai thì mà bình xăng nó cũng dợt lắm nha. Cái này về đâu đây thời gian là đề nó nhẹ cho anh em, nó kéo máy ra nổi nha. Đây xe này 29.500.000 lên bộ đề nha anh em, 32 triệu đi bình xăng Indo nữa. Đây làm tặng cho anh em. Xe này mang về đồn Đồng Nai nha anh em. Rồi, anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình